Rồi, hello anh em luôn. Tiếp tục lên một mẫu xe 50cc 2 thì mà tiền ít thịt nhiều nè anh em. Đó, nhìn đó, hao hao nhìn giống Vespa hết nè. Đó, em nó mang tên là Honda Giorno nha anh em. Honda Giorno 50cc 2 thì nha anh em. Một dòng xe tiền ít thịt nhiều nha. Nó cái máy chạy con này rất là phơi nha anh em. Giá thành thì cực kỳ yêu thương, con này bán công khai giá luôn là chỉ 17 triệu nha anh em, mà chất xe rất là phơi nha, chỉ 17 triệu thôi. Cho anh em nào mê những dòng xe hai thì nè. Bản màu trắng rất là đẹp nha, bản màu trắng mà nhám là nhám trắng luôn nha. Đó, nhám trắng. Trắng này là trắng sơn nha anh em. Rất là đẹp, nó đời cao, có cái mỏ xe dưới trước luôn nè anh em. Mỏ xe nè ha. Con xe phải nói rất là đẹp, hai kính xi luôn, cái máy con này cực dữ. Nó máy hai thì nhưng mà cái tiếng nổ của nó im mà nó mượt như xe 4 thì luôn nè. Nó rất là im nha, nó im kiểu nó phơi lắm. Không, con này về là cái con này máy là khá chắc nha anh em. Máy chắc lắm. Động cơ hai thì. 50cc 2 thì phơm dáng nhìn hao hao mấy con Vespa không anh em. Giá chỉ 17 triệu à. Đó, tiền ít thịt nhiều là đây. Phơi không? Xăng nhớt pha tự động nha. Động cơ 50cc xăng nhớt pha tự động. Nè anh em, cái bình xăng nè. Bình xăng đổ đây ha. Ôi, nắp xăng. Nhớt thì pha đây. Nhớ là pha đầy bình ở đây, là trong máy nó tự pha anh em, chỉ đổ đầy bình thôi. Còn anh em chạy thì nó tự pha với nhau ha. Đó. Cốp đồ to nha. Yên là mềm mại, bản màu rất là đẹp. Bản màu trắng, trắng nhám trắng ha nè. Nhìn phơi lắm. Thì những con này là bao sướng mà giá chỉ 17 triệu anh em. Máy là máy nguyên zin nha. Bao anh em máy zin và cực im. Phải nói con này máy siêu im luôn á. À, đây em nổ máy cho anh em nghe luôn ha. Đó. Cái máy phải nói là bao zin. Bao zin và bao cực im luôn nha anh em. Nè cái máy nè. Con này máy rất im nha. Con này máy dữ. Máy bao dữ luôn á. Máy phơi lắm, nghe tiếng máy này ghiền liền. Hai thì nha anh em. Đó, ngàn lời nói không bằng làn khói xì bo hả. Đó. Khói xì bo là đại diện cho những dòng xe hai thì nha anh em. Phơi à. Đó, những con này anh em đi phải không? Anh em về á mua thêm chai phụ gia nè. Chai phụ gia tầm có cả 100.000 à. Đó, anh em pha vô nhớ, quật chip vô bô nè, chạy tới đâu khói vậy tới đó, thơm tới đó. Đó, chạy nó trời trời khỏi xịt chỗ thơm luôn nè. Chơi nhỉ mới chắc. Tiếng nổ hai thì phơm dán độc và đi tới đâu là phải thơm tới đó. Để miếng phụ gia vô là chơi bao chắc luôn á. Muốn thơm mùi dâu, mùi xương gơm gì các kiểu anh em. Chỉ 17 triệu à, cái máy gắt ghê không? Con này anh em chạy 50 khỏe nha, kéo lên 50 phải ru. Hai thì mà phơm dáng rất là đẹp nha, rất là cụ tè luôn á. Anh em mua cho con hay cho vợ rồi chạy là đúng bài. Dòng xe 50cc hai thì phơm dáng nhìn hao hao vết 3 mà rất là nhỏ gọn nha. Xe đã đẹp hết nè. Con này có luôn chống ngang luôn nè anh em. Có sẵn chống ngang luôn rồi.
tiếng nổ cực kỳ phơi tai. Đó, chức năng trên xe nè, đèn xi nhan trước ha, xi nhan sau nè anh em, xi nhan phải trước nè, xi nhan phải sau nè. Đó, bấm thắng là stop nè anh em, thắng stop cháy đèn ha. Oh, càng full chức năng nha nè, điện đèn càng xi nhan không tơ đờ mét, báo xăng, báo nhớt, báo tốc độ đầy đủ nha nè. Con này đồng hồ order 28 mấy thôi ha. Báo nhớt nè anh em, cái này báo nhớt sao, thí dụ như cái bình nhớt trong chiếc xe anh em 10 phần đi, anh em chạy hết 7 phần còn 3 phần trong bình nhớt là nó sẽ chớp chớp cái đèn đỏ này ha, lúc anh em chạy nó chớp chớp đèn đỏ này bên đây nè anh em, chứ không phải bên đây nha, chớp đèn đỏ bên đây nè, chữ ôi này nè anh em, thì anh em cứ chăm nhớt thôi. Còn bên đây mà nó báo, mà anh em chạy mà báo chớp chớp là do anh em chạy cái vận tốc mà nó kiểu nó cảnh báo tốc độ anh em á, ví dụ những xe 50 là anh để 50 km/h trong cái cảnh báo tốc độ của xe đó, anh em chạy tới 50 cái nó chớp 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 đèn đó, nó cảnh báo tốc độ anh em thôi á, cái đó là không sao nha nè. Con này máy quá dữ rồi nè, máy phơi lắm. Con này phải nói là máy cực phơi. Nhầm khi anh em nói à xe mày bán mày phải nói máy im, máy phơi các kiểu rồi. Không, mà nói chung là xe em bán thì em bán, nhưng mà nếu mà giao đến tới anh em còn được quyền đổ xăng vô kiểm tra nổ máy các kiểu mà. Đó, không như clip mình miêu tả mình trả xe thôi nè, đúng không? Đó. Bao máy zin, bao máy im, đến nơi anh em được đổ xăng như nè, nổ máy các kiểu. Còn mà shipper mà anh em quen quen á, anh em lên chạy bình thường luôn. Lên chạy bình thường. Anh em đừng chạy luôn được. Chạy luôn mất công tội nghiệp shipper người ta đền thôi chứ không có gì hết cái này. Vấn đề là cho thoải mái, cho anh em chạy thoải mái. Quan trọng là anh em hỏi shipper người ta có cho anh em chạy hay không. Còn với em cho anh em chạy thoải mái. Mắc xe tội nghiệp shipper nữa thôi. Đó, anh em chạy luôn á, anh em chạy luôn tội nghiệp shipper ta. Nhưng mà ở vấn đề mà lạ lạ thì chắc shipper không cho anh em chạy đâu, dễ gì. Phơi không? Máy phơi lắm, con này máy phải nói là cực chắc. Máy yêu răng luôn nè. Vút nhẹ lên là 450 phải ru. Hai kính xi nữa nè. Đó. Rất đẹp. Phải nói là hết nước chấm rồi. Quan trọng là anh em có thích cái màu trắng và thích phơm dáng này không. Con này đúng cái thể loại mà tiền ít thịt nhiều luôn. Chỉ 17 triệu và bằng giá con Scoopy Sunker nè. Nhưng mà được hai thầy và phơm dáng thì nó hao hao cổ điển giống mấy con Vespa nè. Anh em nhìn hao hao giống như con Vespa không? Giá chỉ 17 triệu. Xe mình là xe nội địa Nhật với anh em. Xe nội địa Nhật, xe trơn nha. Anh em đừng hỏi thủ tục đăng ký thì sao, 17 triệu mà hỏi thủ tục đăng ký thì sao ha. Con này đăng ký được phải từ 60 mấy triệu nha anh em. Là xe thanh lý á. Thanh lý sang tên là khoảng 60 mấy triệu nha. Mới có xe sang tên được nha, 17 triệu mà là xe trơn nha nè. Đó. Cà phê. Đó, rồi, anh em nào quan tâm và muốn sở hữu một dòng xe mini scooter ha. Đó, phơm dáng hao hao Vespa. Thì đây là sự lựa chọn cho anh em ha. Anh em nào quan tâm thì cứ call hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em nha, 0832354148 nha anh em. Giá em bán con này công khai mang đến với anh em là 17 triệu nha. 17 triệu không fit, không bao ship nha anh em. Mít lòng trước được lòng sau ha. Anh em ở đâu cũng vậy ha. Ship xe thêm phí giùm em ha. Đó. Bán đến với em là lúc nào em cũng bán giá công khai hết nha anh em. Nó xe của em thì em bán, em không bán cho ai hết trơn nha.
không có bán lấy cò hay là bán giùm người này người kia đồ, không bán nha. Xe của em bán lời ăn lỗ chịu nha anh em. Đó, mít lòng trước được lòng sau và lúc nào thì cũng giá công khai hết nha. Đó, trước khi giao dịch với em hay giao dịch với ai cũng vậy ha. Đó, khuyến khích anh em kết bạn Zalo đi, số điện thoại á em cho ở trên clip đó, số điện thoại của em kết bạn Zalo đi, call trực tiếp của em hay của ai cũng vậy. Ai cho anh em số điện thoại thì cứ kết bạn Zalo đi, call trực tiếp đi, thấy con xe mình muốn mua ha, rồi hả bắt đầu tiến hành giao dịch. Thứ nhất là tránh qua tình trạng trung gian cò lái nha anh em. Thứ hai đặc biệt là tình trạng lừa đảo nha, nó vì bây giờ nó ưa lấy cờ clip này kia rồi nó lồng tiếng các kiểu anh em đó. Và nhưng mà quyết định một điều cuối cùng là không bao giờ cái thằng lừa đảo nó có chiếc xe để nó quay trực tiếp cho anh em coi được nha, vì đơn giản nó có một chiếc xe, nó có được chiếc xe thì không, nó không có đi lừa đảo đâu nè. Nó lừa đảo khi ăn đo 300.000 á nè, chắc ăn 100% là cái thằng lừa đảo nó không bao giờ nó có một chiếc xe để nó quay trực tiếp cho anh em coi đâu ha. Rồi anh em là quan tâm thì kết bạn Zalo em nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn.